Kìa, Yên. Bà đi mà. Này, bà mua cho cháu này. Cháu không cần. Sao cháu bảo cháu thích cơ mà. Mở ra đi nào. Cháu nói cháu không cần rồi cơ mà. Yên, nhặt lên. Kìa Yên, Yên, đừng khóc. Đừng khóc cháu, đừng khóc. Mẹ nói dối, mẹ cũng nói dối, ai cũng nói dối. Cháu ngoan, cũng chẳng để làm gì cả. Cháu ngoan, cũng không ai yêu thương cháu, quan tâm cháu. Không phải, bà yêu mà. Nín đi cháu. Nào, ngoan nào. Ôi mày quá cậu Yên. Cái chân bà mỏi lắm rồi. Này, bác bảo vệ có gọi cho bà. Thế nhưng vì ở xa quá cho nên bà đến muộn, để cho Yên phải chờ. Yên buồn. Bà xin lỗi, bà xin lỗi. Không phải lỗi tại bà. Tại mẹ cháu không giữ lời. Mẹ bảo sẽ đón cháu đi chơi, mẹ lại không tới. Mẹ hứa đến mà không đến được. Như thế là mẹ sai rồi. Dù bận bất cứ việc gì đi nữa, đúng không? Mẹ sai nhiều lắm rồi, lần nào mẹ cũng sai. Yên biết thế là sai. Nhưng khi bà đưa cho Yên cái nhẫn, Yên lại hất cái nhẫn bà mua cho Yên. Yên cũng làm cho bà buồn. Thế là cháu cũng sai với bà, đúng không? Cháu xin lỗi bà. Cuộc đời này không thể lấy cái sai đáp trả sự sai trái được cháu ạ. Như thế sẽ làm cho những người thương yêu chúng ta rất buồn. Bà biết cháu là cô bé ngoan, lại hiểu chuyện nữa. Cháu muốn được sống với mẹ, nhưng lại phải sang ở với bà. Cháu vẫn vâng lời. Thế rồi cháu muốn được như các bạn, được bố mẹ đưa đi chơi, đưa đến trường. Ê, thế nhưng rồi bà đưa cháu đi học, bà đưa cháu đi chơi, cháu vẫn vui vẻ chấp nhận mà. Có phải cháu thấy mình như thế là rất thiệt thòi, có đúng không? Khi nào lớn lên thì cháu sẽ hiểu. Nhưng mà cuộc đời này nhiều cái không thể thay đổi được cháu. Như là việc bố mẹ cháu chia tay, hay là việc hai bà cháu mình bên nhau. Cuộc đời của cháu, cháu sống thế nào thì cháu sẽ nhận lại như thế. Con người ta chỉ biết yêu thương, biết phấn đấu thì mới có kết quả tốt được cháu ạ. Đây là chiếc nhẫn bình an, cháu thích không? Khi đeo chiếc nhẫn này vào nhá, cháu sẽ thấy bà luôn ở bên cạnh cháu và không bao giờ cháu thấy cô đơn nữa nhá. Cháu biết rồi ạ. Anh Bảo ơi. Em hỏi anh nhá. Thường thì gu của con gái sẽ thích một người con trai như nào? Em hỏi cho đứa bạn em, nó vừa nhắn tin mà. Thôi, mấy thằng trẻ danh chúng mày, mày đặt hỏi cho bạn, sao không tự tin là nhận hỏi cho mình đi? Mấy tuổi rồi mà còn xí hổ. Nhưng không sao, hỏi đúng người, kho tàng kiến thức. Theo kinh nghiệm của anh ấy, gu gì không quan trọng, có dâu, không dâu, mấy múi tính sau. Thường ấy, con gái sẽ thích một người đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng. Hết. Đấy là mấy em thực dụng thôi, có phải ai cũng như thế đâu. Anh cứ làm như là ai cũng thực dụng như anh.
Đông đấy à? Cháu chào cô ạ. Đi đường có mệt không? Thế bố Nam đâu? Cháu đi một mình thôi. Bố cháu ham việc lắm, không chịu rời cửa hàng đâu cô ạ. Cô vẫn để cái phòng mọi khi cho cháu đấy. Muốn ăn gì bảo cô nấu cho nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Chắc cháu không cần gì đâu. Thôi lên phòng đi. Cháu chào cô. Tôi không xứng á. Chị bảo tôi không xứng với chị đúng không? Chị nghĩ chị xinh mà kinh à? Tại sao mấy người có một tí nhan sắc, một tí học vấn, một tí tiền rất hay khinh thường người khác nhá? Hả? Chị bảo tôi không xứng với chị. Mà tỉ dụ nhá, chị có thích tôi ấy, đây là tỉ dụ thôi, chắc gì tôi đã ưng. Ở quê tôi ấy, tầm tuổi như chị ấy sưng rồi đấy. Sao? Tức đúng không? Nói người khác được, người khác nói lại đúng thì lại tự ái. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.